Dạ anh em, hôm nay số Quốc Thắng mới xách tay về được một ít bình xăng con ga dẹp Genhin BWK29. Bình xăng hàng chuyên dụng dành cho xe cầu cầu chuyên nghiệp. Được rất là nhiều anh em tìm kiếm cái bình xăng con này nha anh em. Anh em hay gọi là bình xăng con BWK29 cầu cầu. Thì đây trước mặt anh em đây là sản phẩm bình xăng con đúng hàng zin Genhin bình cầu cầu BWK29 mới 100% chưa qua sử dụng. Giá cho cái bình xăng con new này là 3,5 triệu một bình nha anh em. Thì anh em nào đã có từng theo dõi mình hoặc là có chơi xe thì nói đến bình BWK29 thì cũng biết chất lượng như thế nào rồi. Sử dụng được cho xe 2 thì và 4 thì luôn. Gắn lên xe là bao với anh em là cực kỳ đã. Im dịu nhẹ, đầy nhanh hậu rút. Ngon hơn những tất cả những cái bình xăng con ga dẹp mà hàng trên thị trường của Genhin luôn, như là bình xúc cô luôn. Bình này chạy rất là đã. Thì cái cách phân biệt nhất của cái bình này anh em dễ nhìn thấy, thì mình những cái clip trước mình bán bình xăng mình cũng có nói rồi. À, đây là cái bình xăng con cầu cầu ha. Thì điểm nhận biết đầu tiên anh em dễ thấy đó là e gió tay e ha, ốc chỉnh găng ti và ốc chỉnh gió. Nó sẽ nằm về một bên thôi, chỉ là một bên thôi nha anh em, về một hướng một bên thôi. Và thứ hai là những cái đường ống lỗ mũi nó cũng sẽ không có giống như những cái bình xăng ga dẹp Genhin, xa băng hoặc là xúc cô. À rồi điểm cái anh em mà khi vào trong sẽ dễ thấy nhất á là cái kim xăng của nó là sẽ là cây kim nhôm nha anh em, cây kim nhôm ha, chứ không phải là cây kim bằng đồng thau ha. Đó, giá 3,5 triệu cho cái bình cầu cầu BWK29 hàng mới tinh chưa qua sử dụng. Bao anh em thầy thợ test giá là 3,5 triệu ha. Anh em nào có nhu cầu liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332. 3,5 triệu cho cái bình xăng BWK29. Sắp tay về được mấy cái nha anh em có nhu cầu alo em.